sanh bỏ mẹ mồ côi. Ôi, tôi nói thiệt bà nghe, hồi nãy giờ tôi ngồi tôi gian gái sao cho nó đẻ được đứa con trai. Tôi rất là thích con trai đầu lòng nghe. Chị kỳ ta đẻ mà thích làm sao? À thì thích con trai đầu lòng. Nó vợ ông hả? Tôi vợ ông. À, bà vợ tôi. Ừ. Tôi vợ ông với ai? Nhưng mà thì bị nó em út trong số mình. Ừ. Hồi giờ đâu có đứa con nít nào mà con trai đâu. Tôi trông cho nó đẻ con trai là sao này, tôi dẫn nó đi câu lò chơi. Nhưng bà chờ bà hoài tôi đẻ rồi. Trời bao gì? Từ từ ta đẻ cho. Ôi, giờ trông cho nó đẻ đứa con trai ha. Ừ. Mỹ sao mẹ tròn con vui được hả? À, đúng rồi, mình cầu nguyện cho nó mẹ tròn con vui. Mình nói hay nhẫn nó làm con nuôi được không mình? Ờ ha. Bây giờ hai vợ chồng mình không có con, nhẫn nó làm con nuôi đi. Sao nó kêu ba thấy thương lắm à. Rồi nó kêu bà là gì ta? Nó kêu bà là gì? Kêu má nuôi. Không. Ừ. Ờ, vậy có lý. Sao mà ồn ào dữ vậy? Hồi nãy giờ là gồng nhiều rồi đó nha.
Muốn tôi kêu ông dễ đuổi ra không? Chà, căng quá. Ôi, nói nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà vui, tôi nói bạn nghe, chỉ cầu nguyện cho nó đẻ đi, cho nó xong xuôi hết đi. Cho nó bình thường. Đó là mình ăn là thấy khỏe rồi, thấy không? Lâu quá không biết mà. Không, từ từ thủng thẳng nó đẻ chứ đâu cái gà đẻ đâu mà nhân cô Thùy. Tôi. Mời vào ký tên đi giải phẫu. Là làm sao? Giải phẫu để cứu mẹ. Cái gì vậy mình? Tại sao cứu mẹ? Là đứa bé đã chết ngọt trong bụng mẹ rồi. Nó chết rồi. Nó chết rồi bà ơi. Chết rồi mình ơi. Mình chạy vô ký liền đi. Để tôi ký. Tôi ký để cứu con Thùy. Nhanh lên đi mình. Nói cho em nghe có nó sao rồi? Đưa nó vô phòng mổ rồi. Cầu trời cho con Thùy nó được bình an. Không, bà ở đây bà lo cho em. Bà lo cho nó nghe. Dạ dạ. Tôi phải chạy đi tìm Thành Thành. Nó không thể đối xử với vợ con nó như vậy được. Mình đi tìm nó đi. Mình cẩn thận nha. Bình tĩnh nha mình. Về đi. Đi về. Về làm gì? Tại sao mày cứ đâm đầu vô cờ bạc hoài vậy? Người ta đang chơi ông làm cái gì vậy? Mày im nha mày. Để em gỡ mà anh. Mày đi về, con vợ mày nó đang đi sanh kìa. Nó sanh hả? Ừ. Có bầu ở sanh chứ không lẽ để vậy hoài. Mày hết thuốc chữa rồi, không lẽ suốt cả cuộc đời mày cứ đâm đầu cho cờ bạc hoài vậy á? Ê, mày về coi như cái nhà mày mất đó nha. Đó, nghe chưa? Em mày về nó lấy luôn căn nhà sao? Mày bán nhà mày chơi luôn rồi. Trời ơi, không còn cái đường nào để tao nói mày nữa. Bây giờ con vợ mày nó đang nằm trong nhà thương kìa. Thì ở cổng rồi, có người người ta lo rồi. Đi về. Mày về biết con người ta chịu đi hả? Trời ơi, anh buông mày đi. Đi về không? Buông đi. Mày về mà chịu đi. Đi về. Buông ra cho tôi gỡ coi. Mày đi vậy? Được rồi. Bài này tôi còn lũ thả lát tính lại nha. Tụi mày mà còn rủ nó đánh bài nữa hả? Tao kêu người nó bắt hết cả đám tụi mày luôn á. Đi vậy? Anh về trước đi, lát tôi về, tôi đến hết rồi tôi về. Không có hết cái gì hết. Cái gì? Tụi nó thiếu nợ tôi sao? Giữ tay rồi. Tại sao? Vợ mày xanh mà. Sao mày có y tá bác sĩ lo rồi? Tôi tới giải quyết được gì đâu. Tại sao mày có thể nhẫn tâm như vậy? Con Thùy sao rồi? Vợ sao rồi chị? Vợ mày nó mổ rồi. Con mày nó cũng đã chết rồi. Thì nó sao? Tao nói là con mày nó chết rồi, mày nghe chưa? Nhưng mà tại sao nó chết? Tại vì nó không muốn nhìn thấy cái mặt người cha vô trách nhiệm như mày. Tôi hại con tôi rồi sao? Mày vừa làm mày chưa? Mày vừa làm mày chưa? Ngồi dậy cho thoải mái xíu đi. Em cứ nằm hoài mệt lắm. Anh ơi, em với con khỏe rồi, anh đưa em với con về nhà nha. Ừ. Em ước gì em nhanh với con ba đứa mình sống trong căn nhà. Anh đừng có bỏ em với con đi được không anh? Anh hứa là mẹ anh về ở luôn với em, anh không đi đâu nữa đâu. Anh hứa với em thiệt không? Anh đừng có đến mà nữa. Anh hứa mà. Mỗi lần anh đi em nhớ anh lắm á. Em thấy em hạnh phúc lắm. Thì à, thôi để anh dẫn em đi dạo nó thư thả nha.
Ê, khỏe chưa? Khỏe chưa? Ờ, dạ, cảm ơn chị. Ở đây hồi nãy giờ ha. Dạ. Chị có ấy thịt kho tiêu với lạc bắp xuống cho Thiếm đó. Chà. Trời, cảm ơn anh chị. Tôi nói chuyện Thiếm ngang. Ở đây lo bệnh cho Thiếm mà ngang mà bả lên ký hay sao á. Chở đi mệt gần chết, đạp xe đạp đi mệt gần chết luôn ha. Mình này. Nếu mà không có anh chị, thật sự em không biết làm sao nữa. Mày mệt quá. Bây giờ, sự kiếp này chứ. Em không biết cách nào mà em đền hết được cái ơn của anh chị đối với vợ chồng em. Thì có tròn sớm với nhau không? Em nói thật mà. Bởi vì á, em đã mất một thứ rồi. Bây giờ không có anh chị thì có lẽ em mất. Khỏe à? Khỏe à? Mày khỏe không? Anh nói cái gì mà lắp ta lắp bút vậy anh? Nó mệt, thằng này nó mệt. Trời ơi, chồng của Thiếm mà sao Thiếm không biết, nó mệt nay nói vậy đâu. Thôi giờ nè, về tao chở mày về tắm rửa. Đúng mày vô mày thế đi cho vợ chồng tao về nghỉ. Rõm rè hành nó mệt gần cháu ra, thôi đi về. Thôi dạ, dạ, mà dạ. Ở lại lo cho con thầy nha. Dạ, để em lo. Thôi đi, đi, đi mày. Đi. Em, nhưng mà... Em cái gì, mày đi với tao đi. Chúc đi về tắm rửa đi. Trời ơi, nó lưu liếm như tình nhân vậy nha. Ở lâu mà còn nhiều chuyện đó. Ở lo cho nó nha. Dạ, dạ. Trời ơi. Em nói thiệt nha, cảm ơn anh chị nhiều lắm. Ơn này á, không biết chừng nào mới trả được cho anh chị. Trời đất ơi, đừng có nghĩ gì hết trơn hết, trời không có sao đâu. Bây giờ à, em chào cô y tá. Hai hôm nữa là xuất viện rồi phải không? Dạ, em mừng quá. Có ăn uống gì được không? Dạ, em ăn uống được. Được hả? Dạ. Có đem rồi, ăn sẵn sàng. Ờ, vậy hả? Nấu súp, nấu cháo rồi đó hả? Dạ, dạ, dạ. Phải cần bồi dưỡng nhiều mới được. Ha, đừng buồn nữa ha. Em thấy em mừng quá được anh chị vợ chồng hàng xóm lo cho em rồi, còn chị y tá nữa. Tốt lắm, mấy người dạ. Này tốt lắm. Chị lo tốt. Chị lắm nữa. Trách nhiệm thôi. Dạ. Cho cô uống sữa đi. Dạ dạ. Hả? Giờ này cho uống sữa được rồi. Cho uống sữa được rồi hả? Dạ dạ dạ, để em. Để tập sợ tiếng trước. Không có nước nóng rồi nó. Xuống đây tìm lấy đây con. Rồi. Chị ở đây canh thì bán. Rồi được. Ráng đi. Vài hôm nữa là xuất viện về nhà rồi. Dạ em mừng lắm chị ơi. Ôi, chồng em không có đi đánh bài nữa, em mừng quá chị. Thấy cô thấy tội nghiệp quá à. Đâu có gì đâu chị. Em đẹp nè, phải không? Mà giỏi giắng nè. Tự nhiên có một chồng thiệt á. Chồng em chỉ nói thiệt với em nha, nó không có lương tâm chút nào hết á. Trời ơi, mê cờ bạc, bán nhà. Không có đâu chị, anh chơi cho vui thôi à, chứ không vui có bán đâu, nhà không có vui đâu. Trời đất ơi, chồng em mê cờ bạc bán nhà mà nó em sanh khó ra không có cái mặt nó đâu. Tôi nói thiệt chưa thấy người nào mà tệ như chồng cô á. Tới chừng cái thằng nhỏ mà chết rồi á. Trời đất ơi, nó không thấy mặt nhỏ luôn nữa. Có chị á. Ờ, nói trời cái gì vậy? Đừng mà nó về đi. Nói cái gì vậy? Ủa em không biết quên chết. Dạ không má chị. Không, không ai nói vậy biết hả? Chị đâu trời ơi, anh biết. À, thầy. Thầy nói nè, chị nói. Chị, con em còn sống không chị? Con em không có chết. Con sống bậy bạ không à? Biết nữa. Cho em gặp con em đi chị. Con đâu? Cho em gặp con em đi chị. Em van xin chị cho em gặp con em. Con đâu? Thầy bình tĩnh là đi em. Con đâu? Thầy bình tĩnh là nghe chị nói nè. Con em đâu? Thầy nghe chị nói đi em. Con em đâu? Thầy nghe chị nói đi. Em không nghe con em đâu. Thầy thank you.
dặm trường sương gió lang thang. Con bỏ đi xa tít non ngàn, lòng thương nhớ vô vàn. Đó, đó thấy rồi đến đây bớ và săn sóc cho con nè. Bất hiểu nhi mi kiếm ta làm chi, ý ý thôi mẹ xin lỗi con cưng ha. Đừng giận, đừng giận mẹ nghe không. Con của mẹ ngoan nè, mẹ nói đùa chứ mẹ không bỏ con đâu. Dù biển thăm quá cùng dấu nguyện chia sẻ ngõ có bùi, tôm càng lột vỏ bỏ đuôi, giá gạo cho trắng mà nuôi con khờ. Đàn đứt dây còn tai nối lại, mẹ chết rồi con sẽ mồ côi. Li 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 lu mắc cỡ con mồ côi nè. Phụ mẫu sanh ra để cho phụ mẫu định nghe không. Con chớ tư tình cãi lĩnh mẹ cha đó, nhớ nha. Non xanh bao tuổi non già, mau theo cùng mẹ đường xa không buồn. Muối ba năm muối kia còn mặn, gừng chín tháng gừng hai còn cay. Không cha đất mẹ cao dài, cứ mang trứng nước những ngày ngày thơ. Ta như chim trong lòng, cần mi như cá dưới sông. Bồng 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 à, bồng 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 bồng. Cây ngô đồng đợi ai, ai 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 ai. Thiên cung ta lưới hài, vòng lai tiên cảnh gió bay. Ai 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 à, âu 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 âu. Con theo mẹ về thôi, con theo dòng đời trôi. Ha 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 ha.